Thường người nông dân được mùa mắc giá, cam Sành Vĩnh Long còn có ngàn hay ngàn ký mọi người. Nhưng mà bây giờ thay vì cưng bán 1-2 ngàn, không lẽ giờ cưng bỏ? Thì thoải mái, giờ mình thứ nợ thôi, vì giờ mình buồn của ai cho mình, thấy không? Mình vui vẻ lên. Mọi người thấy người nông dân mình khổ không? Được mùa thì mất giá, mất mùa thì được giá. Bữa giờ cam sành ở bên Vĩnh Long ký có 1-2 ngàn, dữ lắm là 4-5 ngàn ký. Mà mỗi lần tới vụ cam đâu phải là nhanh, 2-3 năm trời mới thu hoạch lận. Thương lắm người nông dân khổ cực ở dưới miền quê mình. Và bữa nay chung với Sen Đá đang có mặt tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, hỗ trợ người dân địa phương đưa cam dưới bưởi, dưới thêm một số sản phẩm của địa phương tới tay người tiêu dùng. Được phần nào đỡ phần đó ha mọi người. Chung và Sen Đá gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương thị xã Bình Minh đã nhìn thấy khó khăn của người dân và tìm mọi cách để hỗ trợ. Rồi bây giờ hai đứa mình sẽ vô hội trường trung tâm hành chính thị xã Bình Minh. Ở đây thì chính quyền địa phương sẽ tặng những kỷ niệm chương và trao thêm những giấy chứng nhận cho các nhà sáng tạo nội dung, cũng là những người đồng hành cho chuyến đi lần này. Nhiệm vụ của tụi mình là đưa nông sản của người dân đến trực tiếp tay người tiêu dùng, không qua trung gian bà con bán giá lái như là bán mọi người nhiêu đó. Tụi mình hứa là trong phiên live ngày mai 9 tháng 12 sẽ làm bằng tất cả trái tim mình, chung với Sen Đá live lúc 1:30 chiều trên kênh Chung và Sen Đá của hai đứa mình luôn á. Rồi phía trước hội trường thì có chuẩn bị mấy cái sản phẩm của địa phương, bưởi năm goi cũng có nè, nhưng mà chưa đâu mọi người, một chút xíu là tụi tôi vô trực tiếp tới nhà vườn coi luôn, coi cái tình hình thực tế có vậy không. Rồi khoan đi, bây giờ ăn cơm trưa một cái. Cơm trưa bên địa phương chuẩn bị là có canh chua cá ngát ngon á, hến xào hành, món này nực nực ăn thối tiền. Rồi bây giờ tranh thủ ăn cơm xong xuôi tụi tôi bắt đầu di chuyển nha. Đường làng quê xuyên qua bao mái tranh, đầu tiên là ghé ấp Mỹ Thới 2 thăm được cái trang trại dưa lưới bên này. Vô đây mới biết là một dây dưa lưới là chỉ cho ra một trái duy nhất hả mọi người. Rồi bây giờ nhảy qua bên vườn bưởi, bưởi năm goi Vĩnh Long thì mọi người cũng biết rồi, danh tiếng lẫy lừng, Vĩnh Long như là một xứ sở của bưởi gì đó. Bưởi người dân ở đây trồng chất lượng lắm, thương lái thu 7 ngàn ký nha. Rồi bây giờ di chuyển qua nơi cần thiết nhất lúc này, những vườn cam xanh ngát của người dân Vĩnh Long đã dồn hết những tâm huyết, những mồ hôi công sức vô đây, trồng 2-3 năm trời chứ không ít nha mọi người. Mấy cây ở ngoài đây thì nó ra bông hết trơn rồi, ở trong đây thì cây cho trái nặng chịu. Mọi người nghe cô Sáu tâm sự với tôi nè. Trời ơi, bán hết con đất lên đây trồng đó, ở quê ở dưới tức thiện á. Tôi thường gì hổm gài nó sụp muốn chết luôn, mới nhóng nhóng lên mấy bữa gài 4-5 ngàn gì à. Bán hơn 1.2 tỷ con đất lên đây trồng mười mấy trời ơi trời. Con đất tức thiện lên đây mướn đất trồng đó. Là bán đất rồi xong lên đây rồi đất là đất mướn. Mướn, không phải đất nhà, mướn đó. Dạ. 5 triệu mướn. Thì thoải mái, giờ mình thiếu nợ thôi, vì giờ mình buồn của ai cho mình, thấy dạ. Không? Mình vui vẻ lên. Cô nói cô bán hết chân đất đang 1.2 tỷ lên Bình Minh Vĩnh Long mướn đất trồng cam. Đây cũng là mùa đầu tiên của vườn cam cô luôn. Cam cũng đã chín hết trơn rồi. Cam mấy mùa đầu ngon dữ lắm mọi người. Ở trong nó đỏ ao hết trơn vậy đó. Mà thương lái không vô thu giá cao, ép giá quá nên cô chưa có bán. Cô đợi thu 3-4 ngàn là cô lụm đó. Còn chị này là cháu của cô Sáu đó, thuê đâu đó 40 con đất trồng. Mùa cam này cũng là mùa cam đầu của chị luôn. Cái bịch gì 20 ký? 20 ký. 20 ký nếu mà mình cắt đem ra tới lộ khoảng 4-5 ngàn ký là cam tốt đó. Còn mấy năm trước có giá, mấy năm trước là 10 mấy ngàn. Thì hồi đó thì cái giá nó có, mình thấy có lợi nhuận. Yeah. Rồi cứ xúm nhau trồng nhiều quá, giờ nó nhiều quá rồi cái giá nó sụt lại. Bây giờ thay vì cứ bán 1-2 ngàn, không lẽ giờ cứ bỏ. Cái mớ cam sành này bán 2-3 ngàn một ký nè, thương lái người ta chịu không nổi cắt bán luôn, nghe nói đâu đi Đồng Nai đó. Còn cái mớ của tụi tôi bán là 5 ngàn một ký, bán bao nhiêu là đưa cô chú bao nhiêu, là cái bọc cam hồi nãy tôi nói chuyện với bà chị đó đó. Mong phần nào giúp đỡ được bà con ở đây, thêm được 1 ngàn nào 2 ngàn đó mọi người ơi. Mọi người đừng có quên lên coi like của Chung Sen Đá vào ngày mai nha, 9 tháng 12 lúc 1:30 phút. Đối mọi người, cô này bầm chuối làm gì? Bầm chuối để cho mấy con vịt này ăn nè, cho đỡ tốn thức ăn, đỡ tiền chút xíu. Ở quê mà ngày kiếm 50 ngàn là hơi khó đó. Rồi sắp về trời buồn trời đổ cơn mưa luôn.